Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Đúng không ạ? Chúng ta có đồ hình đây là âm dương đúng không ạ? Tôi cái này là dương thăng đi lên đúng không ạ? Đây là phương nam. Âm nặng dáng chìm xuống dưới, đây là phương bắc. Cây cối thì bọc lên trên, đây là phương đông. Và kim nặng dáng chìm xuống dưới, đây là phương tây đúng không ạ? Phần này gọi là phần dương. Đúng không ạ? Cái phần này gọi là phần thiếu dương. Đồng ý chưa ạ? Bây giờ tôi vẽ cái hình này thành hình vuông. Tôi chuyển thành hình vuông đúng không ạ? Tôi chuyển thành hình vuông. Tôi không vẽ hình tròn đâu mà tôi quay ra cái hình vuông. Đây là biên đồ. Bây giờ từ biên đồ chuyển thành phương đồ. Đúng không ạ? Thì để biểu diễn hình này thành hình vuông thì tôi chia đây làm 9 ô. Đúng không ạ? Tôi chia làm 9 ô. Đúng không ạ? Như vậy là chỗ này là phương nam, tôi vẫn phương nam đây đúng không ạ? Tôi vẫn để phương bắc đây đúng không ạ? Tôi vẫn để phương đông ở đây. Tôi vẫn để phương tây ở đây. Đây là Đông Nam, đây là Tây Nam, đây là Tây Bắc và đây là Đông Bắc. Được chưa? Phần dương này đúng không? Tôi dịch chuyển xuống đây. Như vậy là phần này là phần dương gạch chéo. Đúng không ạ? Phần âm, thái dương tôi dịch xuống đây. Đúng không ạ? Như vậy phần này gọi là phần dương. Phần này gọi là phần âm. Như vậy là các bạn, như vậy phần dương, như vậy là chúng ta xét về khái niệm về trạch. Như vậy những cái trạch có hướng về phần dương, người ta gọi là dương trạch, hay gọi nó là đông trạch. Thì gồm các vị trí đông, đông nam, nam và bắc. Những cái phần liên quan đến phần âm gọi là tây trạch. Đúng không ạ? Hay người ta gọi là phần phía tây chứ, đúng không ạ? Và các vị trí phía tây nam, tây, tây bắc và đông bắc. Nên bản chất đông tứ trạch và tây tứ trạch, đúng không ạ? Bản chất đông tứ trạch và tây tứ trạch đó là cái việc mà định hai cái hướng âm dương mà thôi. Vẫn từ trên này chạy xuống mà. Không có gì khác biệt, đúng không ạ? Bây giờ tôi quay lại cái phần thứ nhất. Ở Trung Quốc đại lục bây giờ bắt trạch tinh cảnh thì người ta nói rằng là gì? Người đông tứ mệnh thì ở nhà đông tứ trạch, người tây tứ mệnh thì ở nhà tây tứ trạch. Những vị trí cát của đông trạch thì nằm ở đông trạch, vị trí cát của tây trạch thì nằm ở tây trạch, đúng không ạ? Tôi chưa cần biết các bạn ở đông trạch hay tây trạch, nói về một vật bí kíp của phái bắt trạch tinh cảnh đi, gọi là phái đi, cái đấy không đủ tên gọi là một phái. À đúng không ạ? Thì người ta phân rằng là vị trí phía đông, phía nam và phía bắc là vị trí đấy gọi là vị trí của trạch. Bây giờ có ba quan điểm như sau. Quan điểm thứ nhất là quan điểm của toàn bộ Trung Quốc đại lục. Đúng không ạ? Đài Loan. Đúng không ạ? Hồng Kông. Người ta nói rằng cái nhà tọa đông hướng tây. Định nghĩa thế nào gọi là hướng? Từ đại môn bước ra mặt quay về đâu gọi đấy là hướng. Cho nên hướng của căn hộ chung cư của bạn là hướng cửa ra vào của bạn, không phải hướng ban công. Vì chúng ta bước từ ban công ra là mặt nó sắp xuống. Thì hướng đấy gọi là hướng âm. Thì phong thủy không có hướng được, không có hướng âm. Mới là hướng dương là hướng ở bên. Và hướng này là đông tây nam bắc. Hiểu chưa? Cho nên thành ra là từ đại môn bước ra mặt quay về đâu gọi đấy hướng. Bất kể bạn ở tầng nào đi chăng nữa thì cái hướng cửa ra vào của các bạn vẫn gọi là hướng của căn hộ và hướng của tòa nhà. Người ta sử dụng hướng của căn hộ và hướng của tòa nhà để người ta xác định cái phương hướng của căn hộ chung cư, xác định các hung thủ tốt hơn hung thủ của bạn. Tôi nói Trung Quốc đại lục nói rằng cái nhà có phần tọa tức là phần lưng là đông, mặt hướng về tây. Cái nhà này người ta gọi đây là đông trạch.
Ví dụ cái nhà tôi quay về hướng Tây, cái đấy là Đông Trạch. Cái nơi mà khai sinh ra bộ môn văn hóa vận động đấy ạ. Rồi, tiếp theo đến ông Việt Nam thì ông bảo rằng là cái nhà tọa đông hướng Tây, tức là tại sao gọi đây là Đông Trạch? Bởi vì là bên Trung Quốc người ta xếp tọa, cái phần tọa của nhà mà nằm ở trên cái phần gạch chéo như này thì gọi đấy là Đông Trạch. Ông Việt Nam xét hướng, ông bảo rằng là những cái nhà của Việt mình ấy là có hướng quay về phía Tây này nên nằm ở hướng đông, đúng không ạ? Nên gọi cái nhà này là Tây Trạch. Sao lại bảo phong thủy Trung Quốc khác phong thủy Việt Nam? Khác đâu khác, toàn cá rốt lại bảo là khác. Không phải, kiến thức là nó là một hệ quy chiếu, kiến thức nó là một đỉnh cao, nó là một cộng một bằng hai, chứ không ở Việt Nam bảo là một cộng một bằng ba, tao Trung Quốc một cộng một bằng bốn. Không có, hệ quy chiếu chung, không có phân biệt lãnh thổ vùng miền, không có phân biệt gì. Đây là tri thức của nhân loại chứ không phải là quốc gia. Trước đây bảo đất của chúng ta, đúng không ạ, đất của chúng ta đúng không ạ, đến Hồ Đồng Bình cơ mà. Cả Quảng Châu bây giờ của mình vẫn nói thế, nói làm sao được. Tóm lại, cục tri thức đó, kiến thức là tri thức của nhân loại. Không phân biệt ông là Anh, Nga, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hàn thì không có tâm. Nhưng mà nó chỉ có một. Bởi vậy, chả ai biết đâu là đúng không, nó sai. Sang ông Singapore, một phần ở Đài Loan, bên Myanmar đó, chơi bài này. Cái nhà mà có hướng là hướng Nam, đúng không ạ, tọa Bắc, đúng không ạ, tức là cả hướng và cả tọa của ông đều nằm phần Đông Trạch rồi. Tôi gọi là cái nhà này Đông Trạch thì cũng không sao, nhưng chơi bài này, nếu có cái cửa để tính từ tâm nhà mà có cái cửa mở về phía Đông Nam thì cái nhà này gọi là nhà Đông Trạch vì nó mở phần gạch chéo. Nhưng mà nếu như mà cái nhà này có cửa nó mở vào vị trí phía Tây Nam, tính từ tâm tính ra thì gọi cái nhà này là Tây Trạch. Riêng cái xác định xem thế nào là Trạch là ba nhát nhỉ? Tôi chưa kể chị là quẻ gì nhá. Quẻ gì thì tiện lợi tính còn sai nữa. Thì đã điều đấy đã làm cho là cái việc mà chọn hướng nhà của anh chị đã đi về nơi xa lắc rồi. Mà làm gì có ai hợp bốn hướng trong họ nhà mình mà có ngôi mộ phát đấy. Nếu như nó phát thì phát nửa họ. Đấy, phát của mỗi người. Một người làm quan và cả họ làm quan đó. Chỉ có một người làm quan cả họ được nhờ thôi, nhưng mà cả họ làm quan. Đúng không ạ? Nếu trong làng có ngôi đình thịnh vượng thì nửa làng cũng phải giàu có chứ. Đây giàu có vài ông, mấy ông, vài ông giống tuổi ông cũng nghèo chết chứ. Không phải như thế. Cho nên thì ra là anh chị bảo không, em hợp hướng nọ, em hợp hướng kia. Rồi anh chị bảo khách hàng hợp hướng nọ về cái bảo thì nó cũng không sai. Tại sao là không sai? Bởi vì chị dựa trên cái sai chị nói. Anh chị bảo anh chị mệnh đông tứ mạng nên là anh chị ở nhà hướng đông tứ trạch là đúng rồi. Nhưng như ta thấy cái nhà này hướng Tây mà bảo không, Trung Quốc nó bảo là nhà hướng đông là đông mà. Thế nói thế thì nó làm sao được? Nói thế tổn thương không? Đúng không ạ? Công việc của mình không nói, không liên quan, còn thích hỏi hướng hỏi tôi. Đúng không ạ? Thì ở đây riêng cái việc mà xác định phương hướng rất là sai rồi. Cho nên là cái việc phải chấp niệm vào cái việc phân xét cái phương hướng của Đông Trạch và Tây Trạch thì đã là cái điều là không phải là cách để chọn hướng nhà. Cho nên này nha, là phong thủy đó là việc kiến tạo và xây dựng một môi trường sống, đúng không ạ, phù hợp với cả các điều kiện tự nhiên, tức là núi non sông nước xung quanh, phù hợp với cả văn hóa, phù hợp với cả thẩm mỹ, phù hợp với cả thói quen sinh hoạt của anh chị, đúng không ạ? Chứ không ai bảo là kiến tạo môi trường sống phù hợp với tuổi anh chị cả, đúng không ạ? Đấy là về mặt thiết kế. Còn về mặt tính toán hợp hay không hợp, đúng không ạ, quan trọng là tốt hay không tốt, vượng hay không vượng, rồi mới đến hợp hay không hợp. Nên với cái tiêu chí như vậy trong phong thủy, người ta xác định là nhất vị nhị hướng, trước được vị trí khác sau mới nói đến phương hướng tốt, đúng không ạ? Đấy là nói gần nói xa, nói gần nói xa thì đấy là cái bản chất cuối cùng của bộ môn phong thủy mà thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận.